Bạn này lúc đó là còn hơi múp múp. Còn hơi múp múp. Không phải sai con, không phải già gu của con. 2 tháng thì tụi con chán nên là chia tay. Soi qua tới lớp 12 là mới quay lại. Quay lại thì quen nhau 1 năm rưỡi là có đi du học chung. Hết năm đầu đại học là tụi con chia tay tiếp. Là tụi con chia tay tiếp. Nên tới mấy tập lần đúng không? Nhiều tập. Kiểu xin con hung má ở trong rạp chiếu phim. Có cho không? Dạ thì cho chứ, phải không? Cho chứ, phải không? Lúc mà bạn này mới về là bạn nói thẳng là lúc đó bạn tập trung cho sự nghiệp. Dạ. Bạn không có muốn có một mối quan hệ nào lúc đó nữa. Ừ. Con thì con nói là tại sao mình không thử đi, lỡ mà mình hợp lại hay sao hay như đó. Thì bạn này nhất quyết là bạn không chịu, là nhất quyết say no với con luôn á. Chào hai vợ chồng, mời hai bạn giới thiệu về mình. Con tên là Tiên, năm nay con 27 tuổi và hiện tại đang làm công việc sáng tạo nội dung. Cũng như là đang vừa mới mở một cái agency. Con sống ở đâu, quận nào? Dạ con sống cùng với chồng con ở quận 7. Dạ. À quận 7 đây luôn. Dạ. À, mời con. Dạ rồi, còn con thì con tên là Lim Chi Kiat. Ba con là người Sinh, mẹ con là người Việt. Nên tên con hơi lạ một chút xíu. Gì lê cái gì? Tên là Lim Chi Kiat. Lim Chi Kiat. Dạ. Cô chú có thể gọi con là Kiệt cũng được. Hiện tại con cũng 27 tuổi. Con đang làm trong lĩnh vực công nghệ. Ngoài lĩnh vực chính của mình thì con cũng có một cái brand thời trang riêng của con. Và đồng thời tụi con cũng có một cái khu mua sắm tổ hợp riêng của tụi con. Tụi con có hai cái doanh nghiệp riêng của mình. Hay quá. Hai đứa chắc quen nhau ở Singapore đúng không? Dạ không ạ, tụi con học chung với nhau từ hồi trung học ở Việt Nam. Lâu chưa? Dạ cũng rất là lâu rồi. Từ hồi lớp 10 ạ. 11, 12 năm. Lúc đó là tụi con học chung lớp 10. Học xong trung học á thì tụi con cũng đi Mỹ chung với nhau. Nhưng mà tụi con quen nhau là từ lớp mấy? Để con kể chi tiết. Đó, nhưng mà bạn này kể như là nó nhảy quá. Là lớp 10 là tụi con chỉ là bạn thôi. Tại vì bạn này lúc đó là còn hơi múp múp. Còn hơi múp múp. Không phải sai con, không phải già gu của con. Tới lớp 11 khi mà tập gym xong này nọ, nhìn mới xuống nhìn ok thì lúc đó con mới để ý. Quen tầm 2 tháng thì tụi con chán nên là chia tay. Soi qua tới lớp 12 là mới quay lại. Quay lại thì quen nhau 1 năm rưỡi là có đi du học chung. Hết năm đầu đại học là tụi con chia tay tiếp. Là tụi con chia tay tiếp. Nên tới mấy tập lần đúng không? Nhiều tập. Nhưng mà thường là ai là gợi ý chia tay? Chắc là cả hai á, chứ không phải là ai gợi ý hết. Tại vì cãi nhau những cái chuyện nhỏ. Dạ đúng. Tại vì cái tuổi lúc đó thì lúc mình còn rất là nhỏ và mình cũng chưa có trưởng thành được. Nên cứ cãi vã xong rồi lại đòi chia tay. Là yêu nhau ở Việt Nam trước rồi qua bên đó yêu năm nữa rồi chia tay. Dạ đúng rồi. Đúng. Mà đúng ai cua ai trước? Lớp 11 á. Thôi nói chung là con thôi nói chung là con là sao? Con phải nói là con chứ chú. Yeah. Ủa nói chung là con có nghĩa là cũng có thể là bên này cô chú đúng không? Nói chung là cả hai đều đã để ý tới nhau. Đó. Nhưng mà con sẽ là người mở lời. Cái tình yêu cái thời học trò nó đẹp không? Lúc đó nó rất là vui, tại vì trong đầu mình là chỉ có đi học và gặp nhau yêu đúng nhau rồi, thôi đúng rồi. Mình lúc đó mình chưa có cần phải suy nghĩ về việc làm ra tiền. Đúng rồi. Nên nó trẻ thơ lắm, nó vui tươi lắm. Nhưng mà vui. Có nhớ cái lần đầu tiên con tỏ tình với bạn ấy là ở đâu? Kiểu xin con hung má ở trong rạp chiếu phim. Có cho không? Dạ thì cho chứ không phải không. Cho chứ không phải không đâu. Như vậy có nghĩa là xong lớp 12 là đi học ở bên Mỹ. Dạ đúng rồi. Là tụi con học chung một trường đại học luôn. Dạ không. Tụi con học hai trường khác nhau, nói chung là vẫn ở trong một thành phố. Nhưng hai trường khác nhau. Dạ. Rồi lý do gì mà chia tay nhau ở bển? Tại vì hồi lúc mà tụi con đi học chung với nhau ở bển á thì cũng có một cái khoảng thời gian là năm đầu tụi con không hẳn là ở chung, nhưng mà con có qua nhà của Tiên rất là nhiều, bắt đầu thử sống chung với nhau thì nó sẽ sinh ra những cái vấn đề mâu thuẫn, những cái mâu thuẫn nói chung là về dọn dẹp này nọ. Ganh nhau vụ dọn dẹp tôi đó, giặt vũ dọn dẹp cãi nhau những cái thứ rất là vô tri á. Ý là gặp nhau càng nhiều thì sẽ cãi nhau càng nhiều. Đúng rồi. Nên sau 1 năm thì tụi con cũng cảm thấy là có vẻ như là mình vẫn không hợp với nhau. Đúng rồi. Nên thôi cả hai đều quyết định dừng. Cái lần cãi vã lớn nhất đó là nó là chuyện gì? Rồi hỏi anh Sơn không? Tại vì nhiều cái chuyện mà rửa chén đúng rồi. Nhà đó. Không thiệt. Nếu mà anh không rửa chén mà mình chia tay vẫn từ những cái chuyện mà nhỏ nhặt đó. Nhất có nghĩa là anh không rửa chén thì em sẽ chia tay. Kiểu em khó chịu quá. Hù hoài cho nên là tức chia đúng không? Chia tay rồi là tụi con mặt đứa nào đứa học hay là cùng về Việt Nam luôn hay như thế nào? Tụi con block Facebook nhau không có nói chuyện 1 năm luôn. Xong rồi một ngày đẹp trời tự nhiên cái không hiểu sao anh lại nhắn lại cho bạn này. Lúc đó là con về hè thôi, bạn này hè đó không về. Con nhắn con hỏi bạn là ủa hè này không về hả, sao không thấy đi chơi chung với đám bạn? Là không ý gì không? Không ý hết. Hỏi thôi sẽ xong. Hôm đó tụi con nói chuyện với nhau tầm 4-5 tiếng đồng hồ luôn. Nhắn lại. Dạ, không chưa. Có. Lúc đó là cái khoảng thời gian mà tụi con bắt đầu làm bạn lại. Chưa ok để yêu nhau nhưng mà thôi mình cứ làm bạn đi. Nên con và Tiên cũng có khoảng thời gian làm bạn khá là lâu.
dạ. Là từ mấy năm? năm 2 cho tới khi mà về Việt Nam chắc là cũng 4-5 năm. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó là vậy là mạnh đứa nào đứa đó sống, mạnh đứa nào dạ, đứa đó học rồi. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi có người yêu khác dẫn người yêu đó đi luôn. Chơi gặp nhau luôn. Mạnh đứa nào đứa đó có người yêu dạ, luôn. Đúng rồi. Dẫn người yêu gặp con gặp người yêu đi luôn. Đâu kể cô nghe coi cái cảm giác tụi con có bị tức không ta? Ví dụ như con đi với người yêu của con, xong rồi đến gặp người yêu của bạn này, xong rồi gặp chung một nhóm vậy đó, ngồi nói chuyện nhau rồi ăn chung nhau. Em cảm thấy như thế nào lúc đó? Lúc đó thì tại vì con có người yêu nên là con thấy chuyện đó là chuyện bình thường. Tại vì coi cũng coi kìa giống như là bạn bình thường thôi. Người yêu của con có biết đây là người yêu của dạ, con biết không? Chứ không thích. Dạ, con không người thích yêu của con cũng biết mà cô này là dạ, người biết. Của mình luôn. Cũng không thích luôn. Không thích luôn. Dạ, không. Nhưng mà tụi hai tụi con thì thấy dạ, rất là bình thường. Tại đúng hát rồi nghĩ sao mà thích nhau được ta? Dạ. Tại vì tụi đúng con chứ? Cũng nói chung là chơi chung một đám bạn thì cái việc mà mình gặp lại nhau là một cái việc chắc chắn sẽ xảy nhưng ra. Nhưng mà thường xuyên gặp lại nhau không? Dạ cũng không phải thường xuyên lắm. Cho hỏi một câu này ngoài lệ xíu, là từ lúc hai đứa cưới nhau mà còn chơi với hai bạn kia không? Dạ, dạ không. Biết thì chắc là giận luôn rồi chứ dễ gì đúng dạ, không? Xong cái thời gian tụi con học mấy năm tụi con về nước? Con là con học tới 5 năm lận à. Tại vì con đổi ngành giữa chừng á. Còn về Tiên thì Tiên về Việt Nam sớm hơn con. Dạ con học 4 năm 2019 trước dịch là con về. Như vậy là trước khi về là yêu lại nhau chưa? Dạ chưa. Đến lúc nào mà bắt đầu mới là dạ, phát hiện rằng là mình vẫn còn với người, dạ, người kia. Vào cái thời điểm mà Tiên đã về Việt Nam rồi và lúc đó là con đang chuẩn bị về, tụi con có nói chuyện cũng khá là nhiều về một cái plan, nói chung là mở một cái doanh nghiệp mới cho cả hai sau khi mà con về Việt Nam. Có nghĩa là cả hai mở cái doanh nghiệp đó. Trong lúc mà tụi con làm việc chung với nhau thì nói chung là cũng nói chuyện lại nhiều. Tụi con cũng có tình cảm lại. Sau lúc đó tụi con cũng nhận ra là cả hai cũng đã trưởng thành rất là nhiều so với thời đó rồi. Nên tụi con cũng muốn thử quen lại coi cái chuyện tình cảm của mình nó đi được tới đâu. Thì cũng hên là nó đi được tới bây giờ và cả hai cũng đã kết hôn. Bao lâu rồi con? Kết hôn được mấy năm. Hai đứa cùng có cảm xúc đó giống nhau hay là chỉ có một phía của Kiệt thôi? Lúc đầu á chỉ có con thôi, có nghĩa là con cảm thấy như là nếu mà bạn này về thì chắc chắn là sẽ không có thể quen ai ngoài hai đứa. Nhưng mà bạn này thì bạn chỉ nghĩ là không làm chung vậy thôi chứ không có nghĩ gì sâu xa hơn hết á. Lúc đó con nói thiệt là con chỉ nghĩ mình là bạn bè thôi. Sao nghĩ mình là bạn bè được? Tiên thì nghĩ hơn một chút xíu, có nghĩa là Tiên vẫn còn tình cảm, còn con thì chỉ vu vơ nghĩ mình là bạn bè thôi. Nên là làm chung cho đơn giản nghĩ vậy không, thôi. Không vậy đó. Thì bây giờ chú phải hỏi cái lúc mà hai đứa quay trở lại đó ai là người gợi ý? Lúc mà bạn này mới về là bạn nói thẳng là lúc đó bạn tập trung cho sự nghiệp, bạn không có muốn có một mối quan hệ nào lúc đó nữa. Con thì con nói là tại sao mình không thử đi, lỡ mà mình hợp lại hay sao hay như đó thì bạn này nhất quyết là bạn không chịu, là nhất quyết say no với con luôn á. Không lúc đó con cũng kiểu ok vậy thôi, biết sao giờ. Thì lúc đó con cũng vẫn đi nói chuyện với một vài người khác rồi cái tự nhiên một ngày đẹp trời không biết sao cái cậu không con hả? Không chỗ gì vậy có nghĩa là không lời như vậy là con bỏ lời. Ủa nhưng mà tại sao con lại suy nghĩ lại vậy? Thôi nói một chút xíu về cái lúc mà tại sao con nói là không với Tiên đi, là vì khi mà con mới vừa về nước là con không có một cái gì hết. Thực sự là con chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp của mình thôi. Tại vì một người đàn ông mà không có sự nghiệp sao mà mình có thể chu cấp cho người phụ nữ của mình được. Thì lúc đó con mới nói là thôi con chỉ muốn tập trung vào công việc. Nhưng mà khi mà nghe lời của Tiên nói về việc là tại sao mình không cùng nhau đi lên đi, mà tại sao người đàn ông cứ phải tự gánh một mình họ, thì lúc đó con mới suy nghĩ lại. Thì con cũng cảm nhận là bây giờ Tiên cũng đã trưởng thành, con cũng trưởng thành rồi, cả hai có thể đi xa hơn, có thể đi xa hơn. Nên lúc đó con mới thay đổi suy nghĩ đột ngột. Lạ lắm, tự nhiên một ngày đẹp trời cái con kể đi Tiên. Ngày đẹp trời đó bình thường tụi con ví dụ như làm việc chung á thì sẽ không bao giờ mà gần với nhau cả, nhưng mà tự nhiên hôm đó tự nhiên cái dễ thương với con, xong rồi con kiểu ủa thì là sao, sau cái ngày hôm đó là tự nhiên giống như là người yêu con vậy á. Nhưng mà sao thấy ổng thể hiện sao? Thì dụ phải như ôm rồi không ôm nắm tay bình thường cái con này ủa là sao ta. Kiểu của Mỹ á là người ta sẽ không có hỏi là em làm bạn gái anh nha, mà người ta sẽ kiểu nghĩ như vậy là quen nhau rồi á. Con thì con không thích vậy nên là con muốn là bây giờ có phản ứng không? Lúc anh mà muốn quen em thì anh phải hỏi em là bạn gái thì em mới quen, còn không là em không quen đâu. Kiệt có hỏi không? Nên có lúc chứ. Đó con cũng phải hỏi, mặc dù là trước đó là tụi con đã coi nhau như rồi. Là người yêu rồi là, tại vì gia đình con với lại gia đình Kiệt đã gặp nhau là từ lúc tụi con học lớp 12 rồi là lâu lắm rồi, thanh mai trúc mã rồi. Nhưng mà gia đình cũng trông đợi cái ngày đúng mà tụi rồi. Nó quay trở lại lắm. Lúc mà con quen người khác á là suốt ngày ba mẹ con cứ Kiệt đâu rồi, Kiệt sao, nó ủa mẹ chia tay rồi sao hỏi hoài vậy. Dạ, cũng rất là giống gia đình của con, cứ hỏi là Tiên dạo này sao rồi cuộc sống Tiên sao rồi, có quay lại hay không. Chứ lúc mà con với Tiên chia tay là mẹ con cũng không ngủ được luôn. Không ngủ được trong vài ngày luôn. Nói là tại sao lại chia tay vậy, hai đứa quá hợp đôi mà. Sau cái vụ mà nắm tay và ôm ấp đó thì bao lâu thì bắt đầu con chính thức cầu hôn để đi đến đám cưới? Dạ, tụi con quen nhau 1.5 năm thì lúc đó là con quyết định sẽ cầu hôn. Trong đời con á, với Tiên á, con chưa bao giờ con giấu được một cái gì hết. Nhưng mà hên là cái bữa cầu hôn là cái bữa duy nhất con có thể giấu được. Thay vì làm ở Sài Gòn đi thì tụi con làm ở Nha Trang.
Có nghĩa là tụi con giả bộ nói là có một chuyến đi với bạn bè ra Nha Trang. Thì sau đó con có book một chiếc du thuyền chạy thẳng ra ngoài biển. Lúc tới cái địa điểm rồi á, thì con giả bộ nhờ một người bạn kêu là: Tiên ơi, đi vào đi, cần có chuyện nói. Thì trên nguyên một cái du thuyền là con sẽ bắt đầu con set up hoa, rượu champagne, xong rồi nhẫn, rồi bó hoa nữa. Lúc mà Tiên vừa đi ra là một cái bất ngờ, ai cũng la lên hết, ai cũng mở rượu, bật nhạc cầu hôn. Lúc đó con mới dẫn Tiên lên, con quỳ xuống. Con nhớ là lúc đó con nói là cho dù lúc trước mình có chia tay cỡ nào đi nữa thì anh vẫn hứa với em là anh sẽ cưới em làm vợ, thì hôm nay anh sẽ làm được cái điều đó. Khóc sức nước luôn. Lắm luôn. Thật, con có khóc không kìa? Lúc đó hơi méo méo. Rồi có trả lời người ta là em đồng ý không? Thì gật đầu. Có méo, có trao nhẫn được không? Dạ có chứ. Cưng quá vậy hả? Con em mang nhẫn rồi. Tại vì á, con mới sinh cho em bé cho nên là đeo không có vừa. Cho nên là mấy cái nhẫn. Dạ đúng rồi, tay nó to lên. Bé là mấy tháng? Dạ 2 tháng. Bé gái hay phải trai cưng? Dạ anh trai. Thôi bây giờ mình tới cái phần kia đi. Sau khi cưới về cho tới bây giờ có những cái tật gì? Cười đi nói em trước. Em nói trước hả? Nhiều quá không biết nói gì. Tổn thương. Kiệt thì là một người hơi khó tính. Buổi sáng dậy mà không có cà phê là sẽ rất là khó chịu. Khó chịu dạ lắm. Con thì con là một người rất là dễ tính, rất là vui vẻ, khi nào vui vẻ hết. Nhưng mà anh này thì là một người rất cầu toàn, rất là khó chịu, rất... Sorry con sinh tháng mấy? Dạ con sinh tháng 12. Trời, con y chang thằng con trai cô. Y chang tính khí nhau, những cái đứa mà sanh vào mùa đông á, nó đâu ra đó. Mà cà phê nó cũng uống cà phê bình thường đó, nó phải có một cái máy cà phê làm cà phê riêng của dạ, nó. Dạ đúng rồi. Trời ơi, nó vậy đó, đúng như thế nào, đúng cái hiệu cà phê đó. Dạ, đúng rồi. Và cái cách pha đó, rồi đó vậy đúng đó. Rồi. Dân uống cà phê á, sáng á, mà không có ly cà phê đó, là đều là coi như là nó khó chịu phải đó. Đúng cái loại cà phê đó nó rất khó chịu. Cái cảm giác mà không có cà phê á, nếu mà những người mà uống cà phê lâu năm á, mình sẽ hiểu cái cảm giác đúng vậy. Là cái người nó đừ thiệt là đừ. Anh mà sáng không có cà phê là người anh ngáp không á. Vấn đề đó là nó phải đúng uống đúng cái kiểu của nó. Yeah. Nó pha đúng như vậy, bao nhiêu sữa mà sữa tươi á, rồi bao nhiêu cà phê, rồi cái máy xay đó, cái máy pha đó của nó phải như thế nào. Dạ, đúng rồi. Cũng phải là cà phê xịn. Rất là cầu toàn và rất là có nghĩa là bị OCD á, bị gọn gàng quá. Cho nên là ví dụ như con đứng lên một cái là cái giường nó phải sạch, cái giường nó phải trải ra, còn giường nó không trải ra là bắt đầu cằn nhằn vậy đó. Không phải là giường phải trải ra, nhưng mà ý là khi mà sáng mình thức dậy mình đi ra ngoài thì cái giường mình nó phải ngăn đó. Chứ không phải là tự nhiên mình dậy xong rồi mình đi ra ngoài xong rồi để cái giường nó tùm lum. Đồ nào mà để đó là phải ở đó, không có được. Cùng một năm xanh đó ha, mà đứa gái nó khác, đứa con trai nó khác, sao lạ lùng vậy. Nhưng mà ổng ngăn nắp là tốt chứ sao. Dạ thì đúng không? Nhưng mà ngăn nắp quá thì cũng thôi. Mình... còn cái gì đó coi kể là coi có giống thằng Floyd con cô không? Có ghen không? Không, là một người không bao giờ. Bình thường thì sẽ ghen em đi nè đúng không? Không, con đi chơi mấy giờ không? Em đi chơi vui, cũng không cần là về nhắn anh hay gì, đi chơi vui vẻ với bạn đó bè. Đó là thương vợ và tin tưởng vợ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đó là một cái tính tốt. Dạ. Con đã từng quen những người mà như là đi mà mặc cái gì là phải chụp tranh coi. Còn bạn này là em cứ đẹp. Cái ông nội kia mới là xấu đó. Ừ, đúng rồi đó. Con rất là thoải mái về ăn mặc cho tới đi chơi. Nên con không có bắt buộc là Tiên phải là em phải nhắn anh là em đi chơi tới mấy giờ. Xong rồi tới giờ này em phải về, em phải mặc cái gì. Thì đôi khi nó làm ra cái cảm giác là anh không quan tâm em. Đúng rồi. Anh không có. Nhưng mà hồi xưa rất là vô tâm. Nhưng mà bây giờ là sau nhiều buổi huấn luyện thì đã đỡ hơn rồi. Ủa gì đây, cũng chưa xấu luôn. Bạn là một người rất là hiền, rất là rất thương con đó. Chăm con ok không? Chăm con như chưa chăm được lần nào. Tại vì ở nhà là có ông bà nội, rồi có người giúp việc. Thôi trời ơi. Tại vì ở nhà quá nhiều người. Thật ra là đã có ông bà. Dạ, mà lại có thêm giúp việc nữa thì nhiều người rồi. Rồi giờ mong muốn bạn ấy thay đổi điều gì đây? Thay đổi hả? Mong là bớt khó chịu chút. Sáng dậy thì vui vẻ chút, đừng có khi nào mặt cũng nhăn không biết là ai làm gì mà khó chịu quá. Thằng con của con là y chang đó. Nhưng mà được một cái là Tiên cũng hiểu con rất là nhiều, là biết là con không có cà phê là con rất khó chịu, nên sáng nào là cũng anh ơi cà phê không? Giờ cũng không thèm hỏi, biết luôn. Nên là cứ pha một ly là vui vẻ à? Dạ. Con mà uống cà phê là vui vẻ cả ngày, là không có khó chịu một cái gì nữa, là mặt tươi cười thoải mái. Sợ lắm. Tôi kết ông này. Giống tôi quá. Dạ. Rồi bây giờ tới con đó kìa. Về tật xấu của Tiên thì thực sự nó cũng không có những cái gì mà quá lớn, nhưng mà có một cái mà làm cho con khó chịu nhất là cái tính hơi bừa bộn một chút xíu. Đúng rồi cô. Con không nói cũng đoán được. Tại nãy ông nói sao bên này ngăn nắp quá. Tại ông ngăn nắp quá. Thì bà này bừa bộn chắc chắn rồi. Khi mà cả hai ở chung thì con cũng muốn là đồ đạc này nọ là cũng phải treo lên đàng hoàng. Còn khi mà đi về thì đồ đạc cũng phải để ngăn nắp đúng chỗ. Rồi. Nhưng mà vợ con thì bị một cái tình trạng là đồ mặc dù trong tủ nha, không móc lên, để kiểu chồng lên nhau vậy á. Sếp
Nó vậy nè. Tức là bạn này là không thể bán shop quần áo được đó, cái kiểu vậy đó. Dạ. Kiểu bên này là ông chủ shop quần áo nè. Đó, chủ shop quần áo. Con có nhãn hàng riêng của con nữa, nhưng mà con ra cổ nha, cổ ra cổ còn thân ra thân. Đó, thun ra thun rồi vậy đó. Đúng rồi, đây 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 đúng rồi. Áo thun là áo thun, jacket ra jacket, quần ra quần. Là mỗi cái là một tủ. Cái còn màu nữa. Dạ đúng rồi. Màu của con là áo thun là đúng cái chỗ áo thun. Đúng rồi. Áo lạnh là đúng cái chỗ áo lạnh, quần là đúng cái chỗ quần. Nên khi mà nhìn cái tủ của con và tủ của vợ con là hai câu chuyện khác nhau hoàn toàn. Nên vợ con lúc nào cũng hỏi là em mất cái này rồi, mất cái này mất cái nọ. Xong rồi em hỏi lại là em có bao giờ nhìn vào cái tủ em thấy nó như thế này thì sao mà em kiếm đồ được. Cái đó là cái tật duy nhất mà con muốn. Cũng không hẳn là anh muốn em sẽ gọn gàng ngăn nắp hơn, nhưng mà ý là tốt hơn một chút xíu là được. Anh không cần em 100% phải perfect. Nói chung là chúc mừng hai đứa. Vì sau khi trải qua những cái trận chia tay, nhưng mà cuối cùng là ông Tơ bà Nguyệt đã sắp xếp hết rồi, coi như là chạy cỡ nào hai đứa cũng về với nhau. Chứ không phải người Việt Nam đâu ta, người Nhật hay người Hàn Quốc hay sao? Nhiều người nói gì lắm anh. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Đông Hồ, năm nay em 29 tuổi. Em đang công tác tại một công ty du lịch. Rồi, còn em? Em tên là Nguyễn Thị Cẩm Tú, năm nay em 30 tuổi và em làm bên ngành marketing. Chứ hai em quen nhau như thế nào? Dạ, tụi em học chung lớp anh. Nhưng mà trước khi học chung lớp tụi em có gặp nhau ở trong một cái lớp taekwondo. Đi hai đứa đi học võ luôn hả? Dạ. Rồi hai đứa là học chung lớp là lớp gì? Dạ lớp chuyên ngành marketing anh. Ai để ý ai trước? Không ai để ý ai, lần đầu gặp ấn tượng xấu về nhau đúng không? Xấu cỡ nào? Nói chung là xấu tới mức là không ấn tượng gì. Rồi sao mà đến được với nhau? Lần đầu tiên gặp thì cũng không ấn tượng gì về bạn này, nhưng mà sau đó thì trong một lần tụi em thi cuối khóa của taekwondo á, bạn này kêu nhờ ra tập dùm mấy bài để bạn đấm đá một cái. Bạn này đá được mấy cái thì em đỡ một cái thì đập chân. Sau khi thi xong rồi về tối gọi điện mắc đền. Đền gì? Không chịu đền gì hết, cho nên là em spam điện thoại. Rồi đến bao lâu thì các bạn đến với nhau? Gần một năm anh. Yêu nhau mấy năm? Dạ khoảng 5 năm. Hai bạn là bạn nào ghen hơn bạn nào? Bạn này chắc chắn là không ghen rồi đúng không? Bạn này nhìn hiền quá mà. Ai cũng tưởng vậy, nhưng mà không phải vậy. Không phải vậy hả Đông Hồ? Thôi này để em nói đi. Khi vợ em về quê thì có một lần em đi cà phê chung với lại bạn thân của bạn này. Bạn này sau khi mà biết được á, khóc lóc rồi chia tay này họ kia. Đối với em thì chuyện nó cũng bình thường thôi, nhưng mà bạn này là tiêu cực trong chuyện đó cho nên là... Đi vậy là đòi chia tay luôn đó. Dạ đúng rồi, đi vậy thì đòi chia tay. Ghen tới cỡ đó đó. Trong 5 năm đó đó, là bao nhiêu lần em đòi chia tay vì cái vấn đề mà bạn này hay đi chơi với bạn nữ? Dạ chứ em nhớ không hết đâu. Nhiều lắm đúng không em? Dạ. Kể từ sau đó là em có đi chơi với mấy bạn nữ không? Có nhưng mà hạn chế là nhiều. Với lại nhiều khi đi mà đâu có cho cô biết đúng không? Dạ không, em thành thật lắm anh. Ai hỏi là em nói. Dạ. Rồi hai vợ chồng mỗi lần đi chơi như vậy đi ăn đi uống là đi đâu? Ta gì kệ, ta hỏi gì? Sôi đâu có liên quan gì tới cái chuyện tình yêu đâu. Đi yêu nhau thì muốn ăn gì ta ăn. Dạ, có ảnh hưởng đúng không? Có không? Có ảnh hưởng dạ, vấn đề á. Có ảnh hưởng hả? Dạ. Ủa là sao? Là sao? Tại vì cái gu ăn của em với ông chất quốc nhau từ đầu tới cuối luôn. Em không thích món nước. Anh thích món nào cũng thích món nước. Món nước là món ngon nhất là món phở. Cô này thích ăn không? Không, vợ em là không thích ăn phở. Em ghét phở. Tại sao? Thì em hơi cực đoan. Hồi xưa em nghe cái câu là chén cơm thèm phở, cái tự nhiên em ghét phở, em thích ăn phở. Em té nhiều vậy đó. Em lo quá à. Em lo là sau khi chương trình này phát lên là bà này đâu là mấy ông chủ quán phở rượt theo tạt luôn. Trời ơi, sao vậy em? Nhưng mà ông xã thích ăn phở không? Ghiền lúc nào cũng... Món đầu tiên sau khi em đi công tác về em ăn. Là phải là phở đúng không? Dạ. Nhưng mà lý do gì em sợ cái điều đó mà em để 5 năm mới cưới? Dạ quen nhau mới đó năm 1, năm 2 rồi chị. Sinh viên chị, tụi em còn trẻ. Ừ rồi xong rồi sao tự nhiên đám cưới? Có một lần thì ba mẹ vợ em mới mời ba mẹ của em xuống dưới chơi. Nhưng mà ba mẹ em về nghỉ, nếu mà không có chuyện gì hết thì sao người ta mời mình xuống chơi. Xong rồi cuối cùng thì cũng xuống nói chuyện. Em không biết là cái nội dung nói chuyện đó làm sao, nhưng mà cuối cùng về thì nói là bây giờ cưới thì cưới trong năm nay. Không cưới thì 6 năm nữa. Xong cái hai đứa định cưới trong năm nay. Là cưới luôn đó. Dạ đúng rồi. Không nghĩ là em sẽ cưới. Rồi sau khi cưới về thì anh này còn thích ăn phở, không phải thích ăn phở mà còn giao du với các cô gái, còn quen với bạn gái nữa không? Nói chung là lúc nào bạn ấy cũng có những cuộc vui. Cuộc vui như thế nào? Ví dụ như là em mới cưới có 2 ngày thôi, có người alo đi ra ngoài cà phê coi đá banh, thế là đi 1-2 giờ sáng rồi. Có rất là nhiều nhóm bạn 2, 4, 6, 3, 5, 7 chủ nhật gì đó, bóng đá, cầu lông, offline này kia. Mà thường dân đi du lịch rồi có hay đi phượt được không? Dạ cũng có chút anh. Trời, không nghiện. Em có nghiện không?
Em thích đi bụi chứ em không thích đi phượt. Đi bụi á? Nhưng mà nè, đi phượt là đi với ai? Đi với rất là nhiều nhóm anh. Có gái không? Nhóm đi phượt thì cũng phải có nam có nữ. Cũng có nam có nữ anh. Nhưng mà nhóm phượt của ảnh lâu lâu á, em cũng phát hiện ra một số vấn đề. Ví dụ như là bạn thì bạn nói bạn đi công tác sẵn tiện bạn đi phượt, nhưng mà vô tình trên Facebook của bạn em thấy hình bạn đang cặm cụi nấu ăn cho một nhóm bạn có nam có nữ, mấy bạn nữ mặc bikini mà lại check in trong một cái nhà hoang. Không có đơn giản mà nấu ăn cho mấy bạn gái mặc bikini đâu. Thì đó, đốt nhà đốt rồi đốt làm sao không? Nhìn cái bikini đó là cái phản ứng của em sao? Em rất là mất bình tĩnh, nhưng mà con mình em ở nhà thì em phải tự trấn tĩnh lại. Xong cái em lên Google, em search một cái đơn hoàng đá, xong cái em in ra. Em để trong cái ngăn tủ mà bạn đó về thường khi mới ra mới vô. Em để đó vậy thôi, và em không nói chuyện vài ngày. Thái độ bạn ấy ra sao? Thấy em giận thì im lặng, không nói gì, cũng không giải thích, hết giận thôi. Chứ cũng có năng tự mình giận tự mày hết luôn. Rồi tối rồi ngủ làm sao? Khổ sở. Ngủ chung bình thường mà quay lưng chỗ khác. Em có thói quen mà em không có thích nói chuyện với người nào đang giận. Giận mình ức chế. Thôi giờ gì nè, cho em trước là Cẩm Tú. Dạ. Em mong muốn ông chồng thay đổi. Thay đổi cái gì? Thế nhiều thứ cần phải thay đổi quá hả? Em muốn là bạn quan tâm hơn, bớt chơi lại. Bớt chơi lại. Dạ. Ở nhà chơi vợ con. Dạ đúng rồi. Để còn gì nữa không? Dạ, biết lắm. Sao đồng hồ em nhắm em thay đổi được không? Dạ em... được anh, em vẫn phải hạn chế từ từ. Giống như đi phượt lần 7 ngày thì dầm đi 6 ngày thôi. Lần này mong muốn đi. Rồi còn đồng hồ muốn cô ấy thay đổi điều gì? Em chỉ muốn thay đổi bớt ghen lại chút, suy nghĩ tích cực hơn xíu. Ví dụ như là chồng đi công tác là chồng đi công tác thôi, cũng không phải là đi chơi. Tại vì mỗi lần em đi công tác em nói là em đi công tác là vợ nó đi chơi với công tác thì mẹ mày du lịch mẹ mới đi chứ. Sảng khoái vừa mới xả stress relax nha thì giống như đi chơi rồi. Mong muốn này thì thực ra là mong muốn của tất cả những ông chồng bà vợ về nhau đó. Chỉ có điều á, chị thấy gì nè, ông bà mình hay nói cái bệnh nghề nghiệp á, em hiểu không? Dạ. Tại vì nếu mà đã nói nghề nghiệp và công việc thì công việc nào nó cũng có cái mệt của nó hết trơn á. Giống như tụi chị làm cái nghề văn nghệ sĩ này nè, tụi em nhìn trên tivi, nhìn trên phim ảnh tưởng tụi chị sung sướng lắm, thấy mặt lúc nào cũng cười tươi rói. Cực lắm chứ không có sung sướng gì đâu. Nhưng mà có những người ta khôn á, là người ta biết được tìm cái vui trong cái nghề nghiệp của mình. Ví dụ như bạn chồng của em á, là làm nghề du lịch chị biết mệt lắm chứ không có giỡn đâu. Chị từng đi du lịch chị biết. Đó cho nên em còn thấy chồng em vui là em nên vui theo chồng em đi. Hiểu không? Em làm được điều đó thì tự động em sẽ thấy là ủa đâu có gì đâu phải ghen trời. Hiểu không? Thì lúc đó là nghiễm nhiên em sẽ thực hiện được cái điều chồng em mong muốn thôi. Vợ chồng em là rất yêu thương nhau. Chỉ có điều là chưa có chịu nhường bước á. Hai người đều cương á. Người cứ cơm tấm, người cứ phở. Nhường đi, tại vì mình có giá thật mà. Bự quá mà, nhường bá chút xíu đi đâu sao đúng không? Bà bốn mắt mình hai con mắt. Đúng rồi. Mình nhường bá đi nha. Quan tâm đến vợ chút xíu, hiểu không? Đừng có vô tâm quá. Dạ. Rồi, chúc hai em hạnh phúc mãi mãi như lúc này. Cảm ơn chị. Chị Hồng Vân, chào chú Quốc Hận. Trời ơi. Gì vậy em? Lâu lắm rồi không té ghế đó. Sao vậy? Tức hết tức, tức sao tức, em tức cái gì không. Em ganh ghét cái gì trong chuyện này? Tại sao vậy hả? Em ganh ghét cái gì? Tại sao chị có mua chuộc gì không mà sao mới vô cái cô dâu chơi em vậy? Chị mới gặp người ta mà đúng không? Dạ. Bây giờ sự thật sao thì là mình nói vậy đúng không? Trời đất ơi, trời đất ơi. Em chào lại đi, em chào lại cái này. Chào chị Vân, chào chú ông. Chú Quốc Thuận. Rồi xong đó cũng vậy, đó là người Tây người ta rất là có sao nói vậy người ơi, em có cái gì đâu. Này nó phải Tây chắc quánh. Sao ơi, vậy? Trời. Ủa tại sao vậy? Người ta nói á là người ta sẽ có. Bây giờ cái răng cái tóc là gốc con người đúng không cưng? Cái gốc em ở đâu? Cái gốc nhổ em không hết có rồi. Cái gốc. Nhổ cái gốc rồi. Thì bứng cái gốc rồi. Chỉ có những người lớn tuổi á, người ta mới rụng sạch không còn một cọng tóc nào thôi đúng không? Có cái gì đâu mà phải. Ôi trời ơi, nhưng mà mình bị sốc đó nha. Nhưng mà không sao cả. Anh nói cho em biết chương trình này là chỉ có anh và chị thôi. Được chú vậy đi chứ okay, okay. Lớn em rất chào nhiều. Chị chào lần nữa. Chào chị, chào cô Hồng Vân. Chào cô Vân. Chào chú. Không không, chị luôn. Chị, bây giờ chị. Để cho chú Quốc Thuận đỡ buồn okay. Thì mình gọi chú Quốc Thuận bằng anh luôn. Chào chị Vân, chào anh. Anh yes. Bắt đầu có thiện cảm với em rồi đó anh trai. Rồi. Ok. Ok, mời em giới thiệu về mình. Con là con là em. Em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên Việt Nam. Dũng mấy tuổi, làm việc gì? Tên tiếng Anh là Josh. 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 Yeah, Josh. Yeah. Yeah. Tên tiếng Anh là Josh. Em đến từ đâu? Từ American hay là England? Em là người Úc. Úc. Australia. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi. Em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư về kỹ sư. Về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng. Xây dựng. Yeah, kỹ sư xây dựng. Yeah. Vậy giờ tới em.
Dạ con tên con nữa hả? Em đi. Giận lắm rồi đó. Em tên Như, năm nay 25 tuổi, em làm nghề spa. Spa. Dạ làm spa. Đẹp. Như ơi, anh muốn hỏi nè, cái làn da này của em á, là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? À, làn da trước đó là của em nó cũng màu, nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. À. Là do sau khi mà có chồng á, với lại bên Tây người ta thích da nâu. Cho nên dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp, còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Còn bây giờ thì con thấy thời đại 4.0 cho nên nó hơi ổ bệnh xíu. Cho nên thì mọi người cũng ok với cái làn da này. Có nhiều người thì thấy là thích, thấy lạ, khen đẹp. Còn có nhiều người ai nói Như xấu vậy? Ai vậy? Anh đang sang tay áo nè. Ai nói anh xấu vậy? Wow. Vợ của em á, quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very very đẹp. Beautiful đẹp right? Đẹp quá. Quá đẹp. Ai mà dám nói là em xấu hả? Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah. Yeah, đẹp. Dạ, đẹp. Yeah, đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á là Như gặp chưa như. Có cái làn da nâu nhiều như vậy. Nâu nhiều. No, before when you met me, do you have like the I have like this skin or like why? When I don't really mind about a girl's skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn đúng không? Rồi thôi bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Dạ. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu và em ấn tượng gì ở Dũng và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? À, lần đầu tiên con gặp, con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. Mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Dạ, để xem luôn á, mẹ con tuổi Ngọ hả? Ủa mẹ con tuổi Tức á cô. Tức là thua tuổi cô. À vậy là cô lớn hơn hả? Đúng không ta? Sinh năm bao nhiêu? 6 mấy? 69 á cô. À sao thua cô. Sao như vậy là không phải 69 đâu mà là tới 70 lần. Mẹ con là 70 tuổi Tức. Dạ. Rồi. Là bằng em trai cô. Ok. Cứ xưng bằng con cũng được. Dạ. Rồi. Là gặp nhau, gặp cái anh này là bữa đó là con ngay trong cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Thì anh này anh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết. Chỉ là đứng gần bàn thôi. Thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có đi đè ảnh nhìn thôi. Nhưng mà cũng nhìn anh là thấy ảnh hiền quá. Thường mấy cái anh mà người Tây á, người ta rất là phóng thoáng. Người ta thích mình là người ta tự chủ động người ta tới à. Rồi sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á, thì anh quen với cái anh bạn của anh này. Cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Thì ở trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi. Cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba. Cái sau ngày thứ bảy là anh đi về nước. Rồi ngày thứ bảy là buổi trưa con đi uống cà phê. Anh ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn, ngay chỗ Starbucks. Đi xuống luôn, ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Thì vô tình con vừa xuống taxi gặp ảnh, vừa bước xuống là hai người gặp nhau mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài thì bình thường không có được đẹp. Cứ nhìn hoài cứ nhớ anh này mà mình gặp trong cái thời gian là không có được kiểu sai á cô, không có được tỉnh táo một xíu. Cho nên đứng nhớ hoài, hồi mới nhớ chợt ra là gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện, thì anh nói là anh chuẩn bị anh về nước. Thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng. Thì mới nói chuyện rồi xong rồi ảnh mới xin Facebook của con. Rồi về bển mới bắt đầu tiếp chuyện, nói chuyện. Dạ dạ. Còn Dũng á, là khi mà Dũng when you meet her, you fall in love. What about me, like what makes you like think like when I first met her, em thấy em nhìn chăn chó. Nhưng mà trời ơi. đẹp quá. Mà tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá ha. Chảnh chó rồi đó. So I'm curious about her and I want to get to know her more. But I felt
Yeah, instant attraction straight away. Yeah. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Ôi, đợi xíu. Okay. Đâu quay nón nhiều rồi, quá, keo nằm dính. Nha. Okay. Quay nón nhiều quá. Rồi. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Dạ. Thì ở ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng là 3 tháng, hai người. Trong 3 tháng là hai người là chắc chắn là phải là nhắn tin. Nhắn tin từ khi ảnh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỗi ngày, nhưng mà không phải là hai người không có nói là phải yêu nhau hay gì hết, với cái mức là bạn bè. Tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ. Ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia kia nọ thôi, chứ không nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không? Cũng biết cái cảm giác thích nhưng mà sợ không dám muốn đi sâu hơn nữa. Rồi. Rồi để hỏi, khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? I was scared of the love. You miss her. When you lay farther away from me, do you miss me? Yeah, yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction. And it started to scare me at first, a little bit, yeah. But then I didn't fight my feelings, and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam, then decided to sống in Vietnam. Về quyết định luôn đó là, sau đó là về sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ không có, giống như là lúc đầu anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu, nhưng mà sợ phải, tại vì công việc ở bển. Nhưng mà lúc đầu con gặp anh thì con nói là không muốn yêu xa. Tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa, thấy không có kết quả, sợ phí thời gian, cho nên không muốn yêu xa. Thì sợ hai người mới gì? Dạ. Nó sợ mất con, Dũng sợ mất con. Dạ. Chuyển về đây nó làm. Dạ, rồi ảnh cũng âm thầm ảnh chuyển về đây luôn. Ảnh không có nói, ảnh không hứa với con điều gì hết, nhưng mà lúc đó là chỉ hai người không có nói là yêu nhau hay là hứa hẹn gì hết, chỉ là tâm sự thôi, là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Đó thì ảnh nói là ảnh gặp con là ảnh có cái cảm giác giống như là có cảm giác gì khác với mấy cô kia mà ảnh từng quen. Cho nên hả, ảnh quyết định ảnh về đây. Rồi sau đó thì là sau 3 tháng là ảnh về đây. Sau 3 tháng xa nhau là ảnh về đây. Rồi bao lâu thì ảnh mới bắt đầu coi như là tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh? Sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau, là một tuần đó gặp nhau là để bắt đầu tìm hiểu thôi. Rồi xong anh về đây được một tuần, ảnh về bển lại. Về bển lại anh mới bắt đầu là anh nói là anh yêu con, anh muốn là đi sâu hơn nữa, anh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Thì con mới nói là thì mình để nói chuyện từ từ đi, bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu nhưng mà có cái gì đó cứ sợ cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài. Không tới đâu á. Dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng một tuần. Ngân nói chuyện khoảng một tuần rồi xong rồi ảnh mới nói thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đâu đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu mà làm bạn. là làm bạn mà. Cái xong mới không nói chuyện tuần, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin. Ảnh mới nói thiệt là ổng đừng có suy nghĩ mà con cái mối tình kia không tốt. Thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Đó thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là dạ. Nhưng mà ổng không hứa với con điều gì, ổng sẽ làm. Cho nên 2 tháng sau anh qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn. Ảnh về đây mà con không biết luôn. Vậy hả? Ảnh về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con, nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Cái con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu, ảnh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng sợ, tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? Chắc từ sau cái vụ dịch này á cô. Có nghĩa là chuyện xảy ra là cách đây bao lâu? Cách đây khoảng năm rồi là trước khi ảnh qua là tháng 8. Tháng 8 ảnh qua anh ở, xong tới tháng 12 anh về bển, ảnh ngay trăng Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Ảnh xin cái giấy độc thân mà ảnh cũng hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân, cái ảnh qua bên đây, cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Anh nói làm gì mất thời gian rồi này kia, mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà. Cho nên chưa có tin tưởng gì nhiều mà con sợ kết hôn nữa.
Cho nên hả, ở từ từ mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo. Mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con, thì con thích đàn ông chững chạc khoảng chừng 35 tuổi. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông. Cho nên con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện, cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Lúc ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sau ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình. Cái mình vừa đi thuê nhà đồ cho ảnh, cái vừa đi về. Xong rồi về nhà mà sao ổng cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Tại vì qua đây vì mình không có bạn, không có ai ở đây hết. Cái cứ dạ đúng rồi, cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hai chót. Nhìn thấy cái hình ảnh này rất là dễ thương. Đó, vợ em nói rất là nhiều mà anh thấy là em nhìn vợ em chằm chằm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói không? What's that? You know you speak too much. Yeah, like when I'm talking and then you just look at me. Yeah. Do you understand what I say? Some bits chipsil. 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 Still learning Vietnamese. Hop tiếng Việt. Tám tháng rồi. Năm tháng rồi. Tám. Tám tháng. Tám tháng. Dũng, Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Vi không? Như với Như không, khi mà Dũng bỏ gọi là do you feel công việc like ở bên kia happy or say when you moved over here to live with me, how is your life right now? At the start I was a little bit scared, but I knew as soon as I started talking to her more every day, we were talking, and I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Lão nói lúc ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ. Với lại gia đình của anh nó bển cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết, rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, anh hạnh phúc với cuộc sống này. Rồi, em gỡ ra luôn cái băng keo không bao giờ dính được, mà đâu cần phải dán băng đâu. Gỡ cái băng keo ra để định. Không phải không, rau quay nón nhiều quá. Rau quay nón không bao giờ băng keo nó dính đó. Em bỏ, con bỏ luôn đi, con đâu cần phải dán đâu con. Dán ở dưới. Không được nó bung lên đó. Không có bung. Tụi nó hờ vậy thôi chứ nó không có bung. Keo dán sắt nha. Hello. Được mà, được không? Ok. Ok. Rồi. Tiếp tục nha. Khi mà trước khi mà em đồng ý dọn về sống chung với ảnh á, ảnh thể hiện như thế nào, ảnh nói như thế nào mà em đồng ý em về em sống chung không? Ảnh không có nói gì hết á, giống như là thấy ảnh một mình tội nghiệp rồi cứ qua chơi rồi ở gần nhau rồi qua chăm sóc rồi. Dạ, tại vì ảnh về đây vì con, ví dụ như ảnh về đây là ảnh công việc, rồi mình gặp ảnh ở đây thì khác. Còn ảnh gặp mình ở đây, từ ở bản ảnh chuyển về đây ở với mình, mà hai người cũng có cái cảm giác gì đó giống như là có thể đi gắn bó rồi. Dạ đúng rồi, mới gặp nhau mà ở cái chừng được một tháng mà cảm giác giống như là quen nhau đã một hai năm vậy. Tôi coi như là cũng nợ nần đó, kiếp trước rồi gia đình con làm hụi đó, rồi ông cũng có chơi hụi kiếp trước đó. Ở nhà con chắc cũng thiếu mấy đầu dây hụi của ông ấy, Như. Rồi anh hỏi Dũng nghe, thấy cái nụ hôn đầu tiên mà Dũng tặng cho cô ấy đó là dịp nào? When first kiss. When I first moved over. Là khi lần đầu chuẩn bị qua đây á, chuẩn bị yêu nhau when qua đây. When we seen each other at the airport. Ngoài sân bay lần đầu tiên. Em có bất ngờ không Như? Dạ không, thấy cái đó là bình thường đối với người nước ngoài. Tại con á, thì hồi đó giờ con có bạn trai toàn người nước ngoài không mà. Cho nên cái mấy cái chuyện đó nó bình thường. Phong tục đó, nó phong tục nó bình thường. Như vậy là có nghĩa là mình ở sống chung với nhau bao lâu thì mình đi đăng ký kết hôn? Có đăng ký kết hôn chưa? Có, con đem là giấy tờ trong năm nay mà chưa có xong hết. Tại vì dịch đó, là trước đó ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây mà ảnh kêu con là đăng ký, nhưng mà lúc đó con chưa có tin tưởng anh này 100% nữa. Cho nên con cũng dần dừ thì sau 6 tháng đó thì cái giấy đó nó không còn hiệu lực nữa con. Rồi xong rồi lúc đó con thì con mới chịu là ok đăng ký giấy kết hôn thì nó không còn hiệu lực nữa. Rồi bây giờ đang đợi ở bển gửi giấy qua rồi đặng làm. Dạ. Nghĩ là chắc cũng gần xong. Nhưng mà mấy người bạn trai trước đó, mấy người bạn trai trước của Như á,
Thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Có nhưng mà không có. Con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về rồi. Ai cũng vậy, tại vì gia đình cũng thoáng. Mình xác định cái mối quan hệ nào á thì mình phải cho gia đình biết. Con Dũng? Dạ cũng Dũng vậy luôn chú. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Sợ quá. Yeah, just because I've never met I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me. But her family was very welcoming. Là hồi đó giờ anh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu phải không? Dạ với lại gia đình con cũng dễ cho nên anh ok, anh không có sợ. Nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, cô không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Nhưng mà tiếng Việt á là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, tại vì sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu để ra mắt gia đình á, là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng Việt. Anh nói là ảnh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên ảnh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi xong ảnh mới nói nếu như mình suy nghĩ kết hôn mình ở với nhau phải biết tiếng Việt để cho nói chuyện với ba mẹ. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, cái nguồn có nào? Cô giáo lại nhà dạy. Cô giáo. Sao học tiếng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khó quá. Khó quá, đó là định hỏi đó. Có biết bài hát tiếng Việt nào không? Tiếng Việt. You can you sing Vietnamese? Hát được hát. Cô? Yeah, được. Hát đi. Bài nào? Bài gì? Bài How What You Need to Sing. Oh, I need the song. Phải có nhạc mới hát được. Ví dụ bài nào? Bài Tình Yêu, Tình Yêu, Tình Yêu. Tình Yêu. Từng yêu, từng yêu. Từng yêu là của ai quên à? Phan yêu của Phan Như Anh. Phan Đăng gì đó. Phan Ly. Phan Như Anh à? Ồ. Dạ là. Dạ hát được. Hát được vài câu, hát cho anh nghe. You just sing like a short one. Ok. Không có nhạc, không nhớ, không nhớ đúng không? Có nhạc là nhát hát. Nhưng mà nó nghe nè, ổng đành tiếng Việt đến nỗi mà có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ rồi. Really? Coi như câu gì? Giống như hôm bữa. Chảnh chó, chảnh chó là biết rồi đúng không? Chảnh chó. Chảnh chó, em cù bắp. Ồ, cù bắp em. Em cù bắp. Hả? Rồi xong rồi, xong rồi hả? Cái gì em ngu ngốc, kiểu vậy, không biết mấy cái từ. Nói đi, Dũng nói thử đi. Dũng cho anh vợ thử vài câu coi Dũng. You just say... bad word, yeah. Yes, like something. But not really bad. Not really bad. Oh well. What? Cái gì không nhớ hả? No, ok. I know too bad. Rồi. Vậy thì là các em là cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm rồi. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Ông có lòi ra tật xấu gì không? Con không biết cái này là phải tật xấu hay là không. Nó xấu mà lại nó tốt. Là hay bực bội ổng ở nhà cô là quá điệu. Quá điệu hả? Là cái tật đó là hay bị mình bực bội. Con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu. Mà gặp anh này ảnh chờ anh còn hơn mình nữa. Cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu. Mà lúc nào cũng tóc là phải mướt bóng bẫy. Cái kiểu đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống BD đó cô. Hiểu không? Dạ. Hiểu. Giống như đang đói quá trời đói order đồ ăn. Cái ráp người ta đợi dưới cái đi xuống lấy thì thay vì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi. Đi xuống đi không chịu. Vô thay đồ cái xịt nách xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau cái chuyện đó lúc ban đầu. Vậy đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Rồi công việc nhà thì ai làm? Công việc nhà thì có chị giúp việc nhưng mà làm hai người coi kiểu con cũng hơi khó chịu. Con làm phải vừa ý. Ông này em cũng khó chịu nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. So like you disagree cool, you like to clean or anything but you never do. I do I clean the house or something. Xạo. Không xạo. Yeah, xạo. Không xạo mà. Rồi, còn đằng xấu gì nữa không nè? Đằng xấu gì ta? Nghĩa là cưng vợ quá mức có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Yeah. Chiều là con nói thiệt là không
không có anh nào mà con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với anh đó. Mình ở cảm thấy thoải mái lắm, muốn đi chơi với bạn hay là muốn đi đâu muốn làm gì làm, anh không nói tới. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Rồi cũng có mấy chị kia nhắn tin. Nhưng mà ảnh hay kết bạn đồ với ảnh, còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường. Mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó. Cho nên hả, anh kết bạn con thì con lại không thích. Giống như là ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ ảnh không hiểu nhưng mà người ta nghĩ ờ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình cho nên ảnh mới chấp nhận. Mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự. Cho nên cũng có cãi nhau vấn đề đó. Chút đỉnh thôi phải không? Dạ dạ. Bây giờ còn không? Dạ không, hết rồi con. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt được không? Nói nhiều hả? Em tức giận, quick, she get angry. Nhanh. Bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội. Đúng không? Very quick, nhanh, nhanh. Mỗi lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Thấy. Just say anything. Because she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick. And I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính giống như là như đàn ông vậy đó, còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng 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 lên xong rồi 5 phút rồi thôi à. Đây là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Dạ. Nóng tính nè. Rồi còn cái gì nữa? And what's something? Always mua 1 hour. Buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua 1 hour. Là gì? 1 hour. Mua quần áo nhiều quá. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Online shopping. Trời ơi. Dũng ơi, mỗi lần mà cô ấy giận, thường Dũng làm cái gì để cổ hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? I need to leave her alone. I need to leave the house sometimes or just try be nice or yeah, I try talk you down. Giống như là ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống, ảnh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á thì là anh phải đi ra chỗ khác. Anh không có ở đó, ảnh càng nói là nó càng cái câu chuyện nó đi xa hơn. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận à? Có, là giống như là lúc đầu anh hay chọc ghẹo là anh hay làm trò làm này làm kia, nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười, làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cho nên hả, con thấy không có vui. Là cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me feel happy, like smiling when I'm angry, your face do it. What? Your face. Just smile at you. No, what like you do, you like you. You do something like that. No. Đâu đâu, sao? I'm sorry. Like, what do I do? I don't even know my face. Rồi. Còn tật xấu gì nữa không? What bad thing? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. What is it? Thay đổi nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi đó là dạ. Học rất là nhanh. Dạ. Sáng nắng chiều mưa. Rồi bây giờ Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. And then I'll try not to annoy you as well, and then we'll be good. Là giống như là con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận á, phải suy nghĩ cái đó rồi hả tức giận hay nổi điên đó. Dạ, còn ổng thì ông sẽ cố gắng thay đổi để không có làm phiền con hay nữa. Dạ dạ. Nhưng mà còn con muốn Dũng thay đổi gì không? Thì con chắc muốn ổng thay đổi kiểu không có làm phiền con, bớt cà gỡn lại cô. Tức là phải chững chạc lên, gọi là sao, đàn ông gentleman lên hả? Là không có baby nữa hả? Dạ, với lại không có play game hết. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to gentle, not play game hết. Rồi cái kia nữa. And bớt
lay not bd too much lay bd không bd not bd rồi trời ơi là cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha, dễ thương yeah. quá, hai người quá dễ thương, cuộc sống của con giờ quá hạnh phúc rồi yeah. chỉ có chút là như thế này và hơn như thế nữa thôi nghe nghe rồi xin cảm ơn em đã đến với chương trình. Thank you very much. Ui. Con chờ xíu nha, xong rồi mình bốc thăm chúng Dũng nãy sao làm vụ BD Dũng chứ. Con Như nãy kêu Dũng làm vụ BD. You do BD like this one more time. Oh, yeah.